Dạ vâng, ô tô Cũ Đoàn Nghị có địa chỉ ở số 1 Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh mua bán ô tô cũ của Đoàn Nghị. Hôm nay em lại tiếp tục lên sóng một mẫu xe Hyundai Grammy 10 sản xuất 2016. Phiên bản số sàn máy 1.2, máy xăng, hàng nhập khẩu nguyên trước từ Ấn Độ các bạn nhé. Chiếc này đã có tại cửa hàng ô tô cũ Đoàn Nghị. Bên em là đơn vị chuyên kinh doanh mua bán ký gửi tất cả các dòng xe ô tô cũ từ 2 đến 8 chỗ ngồi. Bác nào mua xe cũng như bán xe thì hãy cứ nhấc máy lên alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em hãy nhớ ủng hộ em bằng cách like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Và sau đây em sẽ quay qua một vòng thân vỏ qua được xem này. Vâng, sơn si của chiếc xe màu bạc các bác nhá. Trang bị la răng đúc 4 bánh này. Sơn si của nó sạch sẽ đẹp đẽ, bản sedan 2 đầu máy 1.2. Chiếc này bên em đang chào bán với giá là 252 triệu đồng. Là 252 triệu đồng bao gồm hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển toàn quốc cho các bác nhá. Một mẫu xe Y10 hàng nhập khẩu nguyên trước tiền nộ. Hàng nhập khẩu tôn vỏ rất là dày, đồ đạc rất là dễ thay thế các bác nhá. Đấy, Hyundai Grammy 10 sản xuất 2016, 100 cây chiếc đàn tầm độ 6 lít rưỡi đến 7 lít xăng trên 100 cây số các bạn này. Màn hình cam nồi đầy đủ, màn hình Android, máy chất gầm chắc, côn số ngọt, máy số ngon. 252 triệu đồng các bác đã sở hữu một mẫu xe Y10 nhập khẩu nguyên trước, la răng đúc 4 bánh các bạn này, nốp dẹp rất là ok, cua lốp không hề mùi mọt. Vâng, đây là phần nội thất của xe này. Ghế da trang bị màu đỏ đen. Ghế da màu đỏ đen sạch sẽ đẹp đẽ các bác nhá. Phần bậc lên xuống. Hốc bản lề. Phần cột kèo. Tất cả cột kèo đinh tán zin. Cột kèo đinh tán zin nguyên bản. Phần táp ly của cánh cửa của đằng sau bên phụ. Âm thanh vũ trường cực hay. Phần khung cánh cửa keo chỉ, keo chỉ zin đều tắp tắp. Cửa đóng phập phập. Còn đây là phần hàng ghế đằng trước các bác này. Nội thất sạch sẽ đẹp đẽ các bác nhá. Màn hình cam nồi, màn hình Android, vô lăng 3 chấu. Phần táp lô của xe này rất đẹp luôn các bác nhá. Một mẫu xe Y10 nhập khẩu nguyên trước tiền nộ. Số sàn máy 1.2. 252 triệu đồng bao hồ sơ và bao ship toàn quốc cho các bác nhá. Bác nào mà đúng chân mẫu xe này thì hãy cứ nhấc máy lên alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em hãy nhớ ủng hộ em bằng cách like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Tất cả những cái keo chỉ của nó này, keo chỉ zin các bác nhá. Khung cánh cửa không hề mục mọt. 252 triệu đồng. Tích hợp xi nhan báo rẽ bên sườn. Đăng kiểm đến tháng 6 năm 2021 các bác nhá. Có lốp đằng trước bên phụ, cua lốp không hề mục mọt. Sơn si của nó màu bạc, bản sedan 2 đầu máy 1.2, mang biển kiểm soát 14A 26151. Hai cặp đèn pha của nó này rất là sáng bóng đều nhau các bác nhá. Dòng Hyundai thì máy móc của nó rất là lành, đồ đạc rất là dễ thay thế các bác nhá. Hàng nhập khẩu tôn vỏ rất là dày. Đây là phần quả lốp đằng trước bên lái các bạn này. Lốp dép rất là ok, khe múi rất là dày. Na răng đúc 4 bánh. Phần táp ly của cánh cửa đằng trước bên lái. Bảng tổng của gương kính chỉnh điện nguyên bản theo xe. Phần keo chỉ. Khung cánh cửa không hề mục mọt.
ốc bản này chưa hề động đến ca lê mà lết, tem mác theo nhiều máy sản xuất, tất cả cột kèo đinh tán, cột kèo đinh tán zin, đó, cột kèo đinh tán zin các bác nhá, máy số zin. Phần táp lưu cánh cửa đằng sau bên lái các bác này. Phần âm thanh này. Phần keo chỉ. Keo chỉ của nó, keo chỉ zin đều táp táp. Khung cánh cửa không hề bù mòn. Phần cột kèo đinh tán zin nguyên bản. Còn đây là phần quả lốp đằng sau bên lái các bạn này. Lốp dép rất là ok, khe múi rất là dày. Cua lốp này không hề có tí mù mọt nào các bác nhá. Máy chất gầm chắc côn số ngọt, máy số ngon. Phần cốp đằng sau các bác này, bản sedan hai đầu thì cốp của nó khá là rộng rãi các bác nhá. Tất cả cái đinh tán này hai bên các bác nhá, zin nguyên bản. Phần nắp cốp, tất cả những cái lỗ của nó đây nguyên bản, không hề dấu hiệu mo méo chi. Keo chỉ zin. Đây là phần lớp sô cua. Đấy, lớp sô cua các bác nhá. Phần kích tròng đầy đủ. Đấy, cái này nó hơi bị han han một chút các bác nhá, nó vẫn còn chắc chắn các bác này. Sau đây em sẽ tiến vào phần gầm xe cho các bác xem này. Vâng, đây là phần gầm của xe các bác nhá. Đó, gầm bệ của nó này. Chắc lịch luôn. Máy chất gầm chắc côn số ngọt, máy số ngon. Một mẫu xe Hyundai Grammy 10 sản xuất 2016. Hàng nhập khẩu nguyên trước tường nữa các bác nhá. Sau đây em sẽ tiến sâu vào bên trong nội thất cho các bác xem này. Vâng, đây là phần bô lăng của xe này. Bô lăng của nó là bô lăng 3 chấu các bác nhá. Sau đây em sẽ đổ máy lên này. Vâng, máy đã đổ các bác nhá. Phần xi nhan báo giá hoạt động rất là trơn tru. Đây, em đóng điều hòa các bác này. Đó, điều hòa rất là mát luôn. Máy chất gầm chắc, điều hòa mát, côn số ngọt. Phần nào phun nước gạt mưa. Đấy, rất ok. Phần nào quả số này. Đấy, côn số rất là ngọt các bác nhá. Đấy. Màn hình cam lùi các bác này. Phần phanh tay này, trần của nó là trần nỉ các bác nhá. Phần chắn nắng này, gương trang điểm này, phần đèn trần này, gương chiếu hậu này. Đấy, chắn nắng hai bên đầy đủ. Phần gương chỉnh điện đó, hoạt động rất là trơn tru. Phần kính lên xuống. Và sau đây em sẽ tiến vào phần tổng quan khoang máy cho các bác xem nhé.
Dạ vâng, đây là phần tổng quan khoang máy của chiếc Hyundai Grand i10 sản xuất 2016, hàng nhập khẩu nguyên trước từ Ấn Độ, số sàn máy 1.2, máy số zin thôi nhá, máy số zin. Tất cả những cái đinh tán trong giật con này nguyên bản, ông bác chưa hề động đến kale mỏ lên. 252 triệu đồng bao hồ sơ và bao vận chuyển toàn quốc cho các bác nhé. Đấy, máy chất gầm chắc phun chung ngon, máy không ngon, 4 máy. Máy không hề có dấu hiệu gì dầu chi các bác này. Tất cả cái đinh tán chạm giật nguyên zin, ốc bác nguyên bản. Đấy, máy lổ rất là êm. Máy đang nổ quá nhá. Máy không hề có dấu hiệu gì dầu, máy zin luôn. Máy số zin các bác nhá. Đấy, ốc ác này, chưa hề động đến kale mỏ lết, keo chỉ này. Lỗ tròn nguyên bản. Tất cả những cái đinh tán này không hề có dấu hiệu mo méo. Dạ vâng, ô tô cũ Đoàn Ngự có địa chỉ ở số 1 Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Em vừa quay tổng quan tổng thể một mẫu xe Hyundai Grand i10 sản xuất 2016, hàng nhập khẩu nguyên trước từ Ấn Độ. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 252 triệu đồng. Bác nào mà đúng chân mẫu xe này thì hãy cân nhắc máy lên alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em hãy nhớ ủng hộ em bằng cách like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Và xin chào và hẹn gặp lại anh em những video lần sau ạ.